Chào các bạn, phần tiếp theo tôi xin đi giới hạn, tôi xin đi trình bày về việc là giới hạn các cái máy client truy cập vô số các cái trang web. Ví dụ tại đây chúng ta muốn cấu hình cho phép cấm các máy client truy cập vô trang tuổi trẻ.com.vn và trang VN Express chẳng hạn. Ví dụ đây là cái máy client ha, đây từ cái máy client của tôi. Và từ máy lái anh của tôi, chúng ta đang truy cập được vô trang VnExpress, đang truy cập vô VnExpress, đang truy cập VnExpress. Giờ chúng ta thử truy cập vô trang tuổi trẻ, www.tuổitre.com.vn. Okay. Hiện nay trang tuổi trẻ và trang VnExpress đang truy cập được. Bây giờ chúng ta sẽ đi cấm, cấm các máy client không được truy cập. Và hai trang này thì chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải tạo ra một cái danh sách các cái trang web cần cấm ha, thì chúng ta ngồi trên máy firewall, tôi sẽ tạo ra một cái file v otc script web thì này à, đây là cái tên của cái file sẽ chứa danh sách các trang web bị cấm rồi. Tại đây sẽ nhập vô trang tuổi trẻ.com.vn, rồi trang đầu tiên bị cấm và trang thứ hai đó là .vnexpress.net. Tương tự như vậy, chúng ta muốn cấm các trang nào khác thì chúng ta cứ ghi tiếp vô đây. À, chúng tôi sẽ share lại, chúng ta có được cái một trang web, một cái tập tin web delay chứa các trang web bị cấm. Giờ chúng ta mở file cấu hình vi.otc Squid Config set no. Giờ chúng ta di chuyển dòng 25 này ha. À, thì tại đây nó có cái rule, hồi nãy chúng ta đã khảo sát cái rule này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái access list mới. Tạo ra access list mới. Select mới này sẽ là danh mục các trang web sẽ bị cấm. À, danh mục như cũng bị cấm. Select web deny. Đây là tên của select. Destination domain. Đích đến là cái domain. Tại đây chúng ta có thể ghi trực tiếp cái tên domain. Còn tại đây chúng ta muốn cấm nhiều domain, cho đó chúng ta đã nhập cái file trước đó, cho đó tại đây chúng ta sẽ ghi khai báo cái tên file đầy đủ vô otc squid squid web đến này squid web đến này rồi. Tại đây chúng ta tạo cái rule tương đương với cả cái access list này http access và deny cấm ha, đây là cấm chứ không phải allow. Deny deny cái access list này, deny cái web deny. Tức là tại đây chúng ta sẽ cấm ha, cấm cái access list là web deny. Mà trong web deny này có định nghĩa cái đích đến là các trang web nằm trong cái file này, chúng ta định nghĩa chữ đó. Rồi chúng ta share lại và start lại dịch vụ service squeeze restart. À, bây giờ chúng ta sẽ ngồi trên máy client, cái máy mới truy cập trang web tuổi trẻ này, chúng ta thử truy cập lại. À, thì bây giờ trang tuổi trẻ không truy cập được nữa và trang VnExpress cũng không truy cập được nữa, nhưng mà chúng ta thử truy cập một trang khác, ví dụ như là ngôi sao chấm net. À, thì kết quả là ngôi sao chấm net vẫn truy cập được bình thường. À, ngôi sao chấm net vẫn truy cập được bình thường.
Và tương tự như vậy, chúng ta có thể là triển khai một số những các cái rule khác, ví dụ giới hạn về thời gian, giới hạn về cấm một số máy nào đó. Ví dụ chẳng hạn như là cái IP của cái máy của chúng ta hồi nãy. IP của cái máy của chúng ta hồi nãy là địa chỉ là 140. 140. Giờ tôi muốn đi cấm cái máy này không được phép truy cập internet. Thì chúng ta sẽ làm như vậy. Nó sẽ mở cái file cấu hình ra. Chạm 2522. Đây, thì tại đây chúng ta sẽ tạo một cái asset list mới. Ví dụ tại đây tôi sẽ tạo một cái asset list mới là hot deny, src suộc là mười chấm không chấm không chấm một bốn mươi xịt 32. À, tại đây chúng ta thêm một cái ru http rồi set deny hot deny. Này. Tức là tại đây tạo ra một cái rule deny, cái gì deny cái asset list là hot deny. Mà hot deny là chỉ đến những các cái máy có địa chỉ nguồn là 10.0.0.140 sẽ không được phép truy cập. Đây là những các cái rule cơ bản, đây là những rule cơ bản. Chúng ta có thể kết hợp nhiều nhiều cái asset list lại. Có thể kết hợp nhiều cái asset list lại, thì tại đây chúng ta có thể liệt kê ra phía sau này những cái asset list tiếp theo. Tất nhiên là những dưới những cái ràng buộc với những asset list đó phải là phù hợp ha. Rồi bây giờ chúng ta test cái rule là cấm cái máy 140 truy cập internet. Chúng ta share lại và retarget lại cái dịch vụ script. Rồi, dịch vụ đã retarget xong. Bây giờ chúng ta vô lại cái máy của chúng ta. Chúng ta refresh lại. Hồi nãy chúng ta mới vô được trang ngôi sao chấm net. Bây giờ chúng ta refresh lại à, thì chúng ta không vô được trang này nữa đâu. Tức là tất cả các trang khác, đã bị cấm. Bởi vì tại đây chúng ta giới hạn theo IP. Giới hạn theo IP. Tức là IP của cái máy này đang được đặt là 140, tức là hồi nãy chúng ta cấm theo IP của máy à, nhưng mà những máy khác thì vẫn có thể truy cập được à. Thì như vậy là vừa rồi tôi đã trình bày một số những các cái rule cơ bản à, vừa rồi tôi đã trình bày một số những các cái rule cơ bản để cấm hoặc là cho phép truy cập internet dựa theo IP và theo cái địa chỉ web. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tạo ra các cái rule truy cập web trong giờ làm việc, hoặc là chỉ cho phép download những các cái file có cái phần mở rộng rộng có đuôi là cái gì đó chẳng hạn. À, xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.